Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tăng cường kiểm soát dịch sốt xuất huyết. Dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam hơn 12 năm chưa triển khai xây dựng. Tai nạn giao thông trên đường DT376 làm một người tử vong. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1,2 triệu cán bộ đảng viên cả nước, hôm nay tại hơn 300 điểm cầu trên toàn tỉnh, hơn 44.000 cán bộ đảng viên tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, nguyên thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị làm việc trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 12 với 4 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt. Sáng nay, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, nghị quyết khẳng định 8 đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Đảng ta xác định thống nhất đầy đủ rõ ràng về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong một nghị quyết của Trung ương trên cơ sở cương lĩnh hiến pháp và văn kiện đại hội của Đảng các nhiệm kỳ. Trong đó, đặc trưng đầu tiên là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là đặc trưng riêng có, cơ bản nhất quán xuyên suốt được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là nền tảng vững chắc, không cho phép ai ngả nghiêng, dao động. Nghị quyết cũng nêu rõ 3 trọng tâm chiến lược, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Buổi chiều, hội nghị nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày chuyên đề tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Có 80 văn bản. Qua ghi nhận trong ngày hôm nay, tại một số điểm cầu cơ sở ở cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của cán bộ đảng viên diễn ra nghiêm túc. Các cán bộ đảng viên bày tỏ sự phấn khởi, đặt niềm tin tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ngay đầu giờ sáng nay, thành phố Hưng Yên đã triệu tập tất cả các cán bộ đảng viên tại các điểm cầu xã phường để nghiên cứu học tập quán triệt nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi được nghe giới thiệu, các đảng viên bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, đồng thời qua đây tiếp tục củng cố thêm sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Nghị quyết của hội nghị lần thứ 6 Bộ Chính trị đấy, thì nhân dân và đảng viên càng tin tưởng hơn để mà đi theo con đường của Đảng và trung thành với sự nghiệp của Đảng và Nhà nước. Tại hơn 300 điểm cầu trong tỉnh, các đảng viên đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu nội dung các chuyên đề sẽ là cơ sở vững chắc để các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết là kim chỉ nam cho hành động, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đảng ủy sẽ xây dựng chương trình hành động, rồi chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các chi bộ sẽ có những cái kế hoạch, có những cái công việc cụ thể để triển khai áp dụng cho phù hợp từng địa phương, tăng cường cái việc quản lý theo dõi để làm sao mà được đông đảo nhất đảng viên tham gia học tập và ý thức chấp hành trong học tập, cũng như là cái việc thảo luận để đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả. Đối với huyện Ân Thi thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để biến nghị quyết, nhất là cái việc chuyển dịch cái cơ cấu về kinh tế xã hội, để đẩy mạnh cái việc thu hút đầu tư, các cái giải phóng mặt bằng, các cái khu cụm công nghiệp. Ngày mai, hội nghị tiếp tục diễn ra với hai chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tính đến hết tháng 11 năm 2022, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào tỉnh Hưng Yên đạt trên 210 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước.
Số vốn đầu tư trên 210 triệu đô la Mỹ thuộc về 17 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đầu tư vào các khu công nghiệp. Cũng qua 11 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận thêm 56 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đầu tư trên 18.000 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 2.120 dự án vào đầu tư còn hiệu lực, trong đó có trên 1.600 dự án đầu tư trong nước với số vốn hơn 301.000 tỷ đồng và hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 6 tỷ 180 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị quyết 11 của Quốc hội và Nghị định 31 của Chính phủ là nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc một số nhóm ngành lĩnh vực gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phục hồi và tăng trưởng. Vậy thực tế, việc triển khai gói hỗ trợ này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra sao, kết quả như thế nào, còn những vướng mắc gì cần được gỡ bỏ? Phóng sự ngay sau đây sẽ đề cập đến nội dung này. Là doanh nghiệp nhỏ, chuyên chế biến nông sản ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, công ty này đã sớm được cán bộ ngân hàng phổ biến Nghị định 31 của Chính phủ về gói hỗ trợ lãi suất 2%. Vì thế, trong bối cảnh bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch COVID-19, nhưng doanh nghiệp vẫn được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp. Tôi giờ là đang vay của nhà nước là 1 tỷ 2, lãi suất là 0,8, nhà nước đã hỗ trợ là 2%, còn 0,6. Trong cái lúc khó khăn là gia đình mà được 1 tỷ 2 là cũng bớt được các khó khăn trong cái lúc gia đình cũng rất cảm ơn Đảng, Chính phủ có những quan tâm đến các cái công ty nhỏ. Ngay sau Nghị định 31 của Chính phủ có hiệu lực, cơ sở sản xuất chế biến da này đã được cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Kim Động tiếp cận hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhanh gọn để được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ 2% của Chính phủ. Nhu cầu vốn để phục hồi sản xuất của cơ sở thì nhiều, song lại gặp phải khó khăn khi tiếp cận. Chưa thể tiếp cận tối đa được nguồn ưu đãi của Chính phủ đề ra mà bản thân chúng tôi cũng đã đi thảo luận và tìm hiểu, cũng cố gắng hết sức, nhưng mà thực tế là cũng có một chút là về vấn đề thủ tục về hóa đơn chứng từ thì không hoàn thiện, để không thể đáp ứng được điều kiện. Mặc dù được truyền thông đầy đủ qua các kênh, nhưng đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình trên địa bàn tỉnh mới đạt hơn 217 tỷ đồng, mới có 18 khách hàng được hỗ trợ lãi suất. Số tiền các ngân hàng đã hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 cho khách hàng chỉ đạt 533 triệu đồng. Trong tổng số 23 chi nhánh trên địa bàn tỉnh, mới có 6 chi nhánh giải ngân được gói hỗ trợ này. Và đâu là rào cản khiến các khách hàng khó tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ? Đây, cái nguồn hỗ trợ là nguồn từ ngân sách nước. Nên là một cái cốt yếu nhất là anh phải thực hiện cái chính sách chế độ đối với nhà nước. Nói ví dụ doanh nghiệp, anh phải thực hiện chế độ thuế. Thì báo cáo tài chính của anh vay vốn hoặc là báo cáo doanh nghiệp là phải là báo cáo về thuế. Một số khách hàng thì có phản ánh là thì người ta rất quan ngại về cái việc mà thanh kiểm tra giám sát sau này. Với quan điểm không để khách hàng đủ điều kiện, đúng đối tượng có nhu cầu mà không được vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Tại buổi làm việc với các ngân hàng, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên yêu cầu: thế bây giờ là lãi suất của ngân hàng thì bắt buộc phải theo cái xu hướng toàn cầu. Vừa rồi ngân hàng nước là tăng 2 lần lãi suất, mỗi một lần là 1%. Và từ đó là các ngân hàng thương mại là tăng lãi suất tiền gửi. Thì rõ ràng bây giờ đã đang dồn đến doanh nghiệp, đang dồn đến người dân, đang dồn đến hợp xã là lại cộng thêm với cả cái lãi suất tăng. Thế thì đây là hết sự ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, của Quốc hội để hỗ trợ người ta 2% này thì người ta khỏe. Mà doanh nghiệp khỏe, hợp tác xã khỏe, khách hàng vay vốn khỏe thì ngân hàng mới phát triển được. Yêu cầu các phòng doanh nghiệp cá nhân rà soát hết lại các đối tượng theo cái nghị định 31, đối tượng được hỗ trợ theo lãi suất rà soát lại nữa, lên danh sách lại một lần nữa, đến thời điểm này doanh số cho vay bao nhiêu, dư nợ bao nhiêu và đối tượng nó thế nào, và nắm chắc cái hồ sơ cho vay thế nào, chứng từ giải ngân thế nào. Mặc dù được bàn giao đất từ năm 2010, nhưng đến nay dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam ở thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ vẫn chưa triển khai. Dự án đắp chiếu bỏ hoang, chủ đầu tư xin gia hạn để kéo dài thời gian ôm đất vàng, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.
dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2010. Dự án có quy mô trên 3.500 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 5,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện sau 10 tháng. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn thiện xây dựng các hạng mục, lắp đặt thiết bị máy móc và đưa dự án đi vào hoạt động kinh doanh. Thế nhưng đến nay, đã hơn 12 năm dự án vẫn đắp chiếu. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam mới san lấp được khoảng 70% diện tích đất thuê, đã xây móng tường rào ba mặt khu dự án, chưa xây dựng các hạng mục công trình, chưa đưa dự án vào hoạt động. Toàn bộ khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, người dân thả trâu bò và đổ trộm rác thải sinh hoạt hàng ngày, gây ô nhiễm, mất vệ sinh. Dự án này về đây cũng trên 10 năm rồi, nhưng mà triển khai ngay bước đầu xong rồi bỏ lửng từ bấy giờ, không thấy động tĩnh triển khai gì. Thế và qua các cái thời gian nó trôi qua ấy, thì nhân dân nên là đổ rác bừa bãi, thế rồi là địa phương, cử tri, nhân dân nên là cũng đã rất nhiều lần có cái kiến nghị là nếu như mà công ty hoặc doanh nghiệp mà không sử dụng mà đã lãng phí tài nguyên đất, thế thì cũng có cái đề nghị là sẽ thu hồi lại. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 2860 về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam thuê đất trên địa bàn xã Thiện Phiến. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép công ty được gia hạn 24 tháng kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn. Tuy nhiên đến nay, sau hơn một năm gia hạn, công ty vẫn chưa triển khai xây dựng được một hạng mục nào. Trong khi đó, các cấp chính quyền ở huyện Tiên Lữ đã nhiều lần kiến nghị thu hồi dự án. Tỉnh có chấp thuận gia hạn cho các anh đến năm 2023, nhưng với cái phương thức như thế này thì tôi cho rằng các anh vẫn không thực hiện được. Các anh ấy chỉ là có những cái chiêu bài là cứ hết. Mà tôi được biết là nếu như các anh gia hạn đợt này là đã gia hạn đến lần thứ 2, thứ 3 rồi đấy, chứ không phải gì đâu. Thế mà cũng báo cáo đồng chí là tại sao cử tri bức xúc là hiện nay là các anh để như thế, vừa là hoang, vừa là phí cái quỹ đất của địa phương đi. Hai nữa là ở đây là một cái tiềm ẩn để cho chứa chấp cái rác thải mà địa phương chúng tôi là rất nhiều lần mất kinh phí để phải cất dọn. Thực tế ở địa phương thì bản thân ở địa phương mình cũng nhìn thấy cái dự án đó, và mình cũng đã theo dõi cả một cái thời gian rất dài và rất nhiều lần kiến nghị qua các cái văn bản. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã ít nhất là đã 4 lần, gần nhất là lần tháng 7 năm 2021 là đã có kiến nghị gửi Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban dân tỉnh là để đề nghị là dừng và thu hồi dự án. Lý do là cũng đúng như là đồng chí vừa trao đổi ấy, là lý do là dự án này là chậm triển khai so với cái chấp thuận đầu tư của tỉnh rất là lâu rồi. Dự án chậm triển khai, chủ đầu tư xin gia hạn để kéo dài thời gian, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết đã đến lúc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm chấm dứt tình trạng bỏ hoang của dự án này. Trong tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có thông báo số 120 ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc kiểm tra đánh giá khả năng tiếp tục triển khai thực hiện dự án của một số dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án cửa hàng xăng dầu Hải Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng và huyện Tiên Lữ ra soát. Trước chỉ đạo trên, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kết luận kiểm tra đối với dự án trên, theo đó yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hải Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình đi vào hoạt động theo thời gian đã được gia hạn theo đúng quyết định số 2860 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tỉnh Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch sốt xuất huyết, nhưng với số ca mắc được ghi nhận cao gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, do đó vẫn cần đề cao cảnh giác, tăng cường phòng chống loại dịch bệnh nguy hiểm này.
Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên ghi nhận 316 ca mắc sốt xuất huyết, chủ yếu là các trường hợp từ nơi khác về. Các địa phương ghi nhận số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao là huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Các ca bệnh đều được giám sát chặt chẽ và điều trị hiệu quả. Do vậy, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch phát sinh, không có ca diễn biến nặng, không có trường hợp tử vong. Kết quả điều tra ở 10 huyện, thị xã, thành phố cho thấy chỉ số mật độ mỗi vằn là khoảng 0,2 con một nhà, thấp hơn mức cảnh báo là 0,5 con một nhà. Tỷ lệ dụng cụ chứa nước có bọ gậy mỗi vằn khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với mức cảnh báo 20%. Tuy nhiên, trước tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp trên toàn quốc cũng như các địa phương lân cận, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 3227 về tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, trong đó biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là diệt loang quang bọ gậy bằng cách đơn giản như lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết, thả cá vào bể nước bể cảnh và diệt muỗi, ngủ màn chống muỗi. Để nâng cao chất lượng hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 190 để triển khai thực hiện. Mục tiêu chung của kế hoạch là đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã đạt tiêu chí 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 75% xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực an ninh trật tự theo quyết định số 1153 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 60% số huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị an ninh trật tự hành chính công thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. 25% đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí 9.1 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự hành chính công thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu trên, các địa phương và cơ quan chức năng toàn tỉnh cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện những đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội, tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường ở địa bàn nông thôn, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chuẩn bị các điều kiện gieo cây lúa vụ xuân 2023, ngoài những diện tích trồng cây vụ đông, toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 20.000 ha cây lúa cần thực hiện cây ải. Để đảm bảo kế hoạch gieo cây lúa xuân 2023 tạo thuận lợi cho bơm nước đổ ải, hiện nay huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn và nông dân tập trung tháo cạn nước mặt ruộng, ruộng khô đến đâu tiến hành cây ải ngay đến đó, hạn chế tình trạng mất lấm. Qua tổng hợp của các địa phương, đến nay toàn tỉnh đã cây ải khoảng 7.000 ha, như huyện Kim Động cây ải được 1.500 ha, huyện Phù Cừ cây ải được hơn 1.500 ha. Để đảm bảo kế hoạch thời vụ, tạo điều kiện cho nông dân gieo cấy lúa xuân tập trung ngay từ đầu tháng 11, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai và giao kế hoạch làm đất gieo cấy lúa xuân cho các địa phương. Để việc cây ải được thuận lợi, các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo quy hoạch vùng trồng cây vụ đông, tháo gạn nước các chân ruộng, không trồng cây vụ đông để ruộng khô, thuận lợi cho việc đưa máy vào đồng ruộng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động hợp đồng với chủ máy kéo để tiến hành làm đất. Ông Nguyễn Trung Thành, cựu chiến binh ở thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, là người đầu tiên ở huyện Văn Giang gò quýt cảnh trên chậu với hình thế độc đáo và đem lại lợi nhuận cao. Với kinh nghiệm trên 20 năm trồng cây cảnh, năm 2010, ông Thành đã trồng và gò thành công chậu quýt cổ châu Sa khi chín có màu vàng cam thành thế lục bình với những kỹ thuật đơn giản. Uốn những dây thép vào cành theo hình, thường xuyên cắt bỏ lá, trộn cám hữu cơ vào đất, điều tiết độ ẩm để tránh bị vượt vụ quả. Khi giáp vụ Tết, mỗi cây chỉ mất khoảng 5 ngày để gò thành thế theo ý muốn. Tuy nhiên, không phải cây nào cũng có thể gò thành thế được. Cây phải đủ điều kiện là cây có giá từ 3 đến 5 năm, có tán rộng, gốc to, cành non đều. Mỗi cây quýt lục bình có chiều cao khoảng 2m đến 4m và đường kính khoảng 1,5m. Tết năm nay, ông có khoảng 70 chậu quýt đã gò thành thế lục bình và khách đã đặt hàng khoảng 50%. Giá mỗi cặp cây có giá trung bình là 10 triệu đồng, cặp đắt nhất có giá 50 triệu đồng.
Đặc biệt vừa qua, ông Thành đã gò quyết cảnh thành thế chiếc cúp để hưởng ứng Ngày hội bóng đá FIFA World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar có giá trị khoảng 40 triệu đồng. Ước tính Tết Quý Mão năm nay, gia đình ông sẽ thu lãi khoảng 700 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, trên đường tỉnh DT376, địa phận xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe đạp, làm người đi xe đạp tử vong tại chỗ. Điều đang nói, sau khi xảy ra tai nạn, người lái xe ô tô đã điều khiển phương tiện rời bỏ hiện trường và chưa ra trình diện. Nạn nhân là phụ nữ 65 tuổi, thường trú tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều, khi điều khiển xe đạp hướng từ thị trấn Vương về nhà. Đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô. Tại hiện trường, vết phanh cháy bới trên đường khớp với vị trí vụ tai nạn xảy ra là của một ô tô tải đi hướng ngược lại từ Hải Triều đi thị trấn Vương. Nguyên nhân ban đầu được xác định, xe ô tô không làm chủ được tốc độ gây tai nạn. Đến 16 giờ chiều nay, người điều khiển xe ô tô và phương tiện vẫn chưa ra trình diện. Hiện lực lượng chức năng huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra và truy tìm người và phương tiện gây tai nạn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.